Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet VJC vừa thông báo việc triển khai các công việc chi tiết, phương án phát hành, sử dụng vốn, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022. Doanh nghiệp dự tính phát hành 34,8 triệu cổ phiếu mới cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương với 6,43% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành. Hiện ông lớn ngành hàng không này đang có vốn điều lệ 5.416 tỷ đồng và có thể nâng quy mô lên đến tối đa 5.764 tỷ đồng sau phương án phát hành trên. Trước đó trong kỳ họp cổ đông thường niên gần nhất, Vietjet có thông qua phương án phát hành riêng lẻ với khối lượng tối đa 54,16 triệu cổ phiếu tương đương với 10% lượng cổ phần đang lưu hành. Như vậy con số mới được hội đồng quản trị quyết định thấp hơn mức dự tính. Đơn giá chào bán được thống nhất là 135.000 đồng tương đương với số tiền có thể thu về 4.698 tỷ đồng mức giá này đang cao hơn 15% so với thị giá trên sàn chứng khoán tại 117.500 đồng. Số tiền thu về sẽ chi 1.136 tỷ đồng cho đầu tư thuê mua tàu bay, chi 1.242 tỷ đồng cho đầu tư thuê mua động cơ và trang thiết bị sửa chữa máy bay, còn lại 2.320 tỷ đồng để bổ sung thanh khoản và vốn lưu động. Công ty chưa công bố danh tính nhà đầu tư nhưng tiêu chí lựa chọn là các tổ chức kinh tế hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Logistics, dịch vụ hàng không có khả năng hỗ trợ tài chính cho Vietjet. Cổ phiếu được trao bán thành công trong đợt này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Thời gian phát hành dự kiến là trong năm 2022 và 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Vietjet cũng thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại là 16,82%, trong khi tỷ lệ được phép tối đa là 34%. Doanh nghiệp dự tính sẽ tạm thời chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở 30% cho đến khi phát hành Hãng bay tư nhân lựa chọn chứng khoán Bản Việt làm đơn vị tư vấn chào bán cổ phần riêng lẻ, tư vấn đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại HOSE cho số cổ phần chào bán thành công. Vietjet triển khai tăng vốn trong bối cảnh hoạt động kinh doanh đang khôi phục trở lại. Quý II ghi nhận doanh thu vận tải hành khách đạt 11.355 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ trước đại dịch và đã lãi sau thuế đạt 36 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất tính lũy kế nửa đầu năm đạt 16.112 tỷ và lợi suất sau thuế đạt 426 tỷ đồng, lần lượt tăng 113% và 249% so với mức nền thấp của cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay, Vietjet khai thác hơn 76.500 chuyến bay, đứng thứ hai toàn ngành